Bé 8 tuổi bị bạo hành qua đời, mẹ kế đối mặt với án từ 12 năm đến tử hình. Cuộc đời còn nhiều lắm những điều tốt đẹp. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành qua đời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm. Cụ thể, cơ quan điều tra có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 25 tuổi, về tội tước đoạt đi quyền sống của người khác theo điều 123 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự và che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự. Luật sư Chánh giải thích việc dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra. Mặt khác, hành vi đánh đập của bà Trang không phải là sự bộc phát nhất thời, xảy ra trong một thời gian ngắn, mà là hành vi được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian dài, từ 14 giờ đến 18 giờ. Nhận định về mức án trên cơ sở tính chất hành vi vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, theo luật sư, khung hình phạt sẽ được xem xét ở điểm B, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự, với hành vi tước đoạt quyền sống của người dưới 16 tuổi. Bị can Quỳnh Trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Ngoài tội danh tước đoạt đi quyền sống của người khác được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung, bị can Quỳnh Trang còn bị khởi tố về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Với tội danh này, bị can Quỳnh Trang có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 cho đến 3 năm vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ, quy định tại mục A, khoản 2. Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết, dựa trên thông tin do cơ quan báo chí đã đăng tải về việc bị can Trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để đánh vào cơ thể đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, đặc biệt là đánh vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người như là đầu, ngực, thì đây là hành vi rất nguy hiểm. Hậu quả xảy ra là nạn nhân đã thiệt mạng. Do đó, dù có hay không có ý định tước đoạt đi tính mạng của cháu A từ trước, thì việc bà Trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tước đoạt quyền sống của con người là hoàn toàn chính xác. Về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho rằng cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Với tội hành hạ người khác, bị can Thái có thể phải đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ, quy định tại mục A, khoản 2. Về tội che giấu tội phạm, bị can có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, theo quy định tại khoản 2, điều 389 Bộ luật hình sự. Nếu có căn cứ xác định bị can Nguyễn Kim Trung Thái xóa các video trong camera an ninh ghi lại hành vi phạm tội của bị can Quỳnh Trang, thì đó là hành vi bao che người phạm tội nhằm mục đích xóa dấu vết gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm. Trước đó vào tối ngày 22 tháng 12, Công an phường 22 quận Bình Thạnh nhận được tin từ một bệnh viện trên địa bàn báo việc nơi này đang cấp cứu cháu A trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái. Trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm, nghi vấn đã được khâu trước đó đã lành. Từ tờ khai ban đầu, Công an ghi nhận ông Thái là cha ruột của cháu A, còn Trang là vợ sắp cưới của ông Thái. Ông Thái và Trang có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6 năm 2020. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 12, Trang hướng dẫn cháu A học bài, còn ông Thái đi làm. Trong quá trình chỉ dạy, cháu A chậm tiếp thu, làm bài sai nên bị Trang lớn tiếng la mắng và dùng một cây gỗ tròn đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh vào mông 5-6 cái và dùng chân đá vào mông cháu một cái. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu A vào phòng để ngủ. Lúc này Trang phát hiện cháu A đã bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho ông Thái về sơ cứu, rồi cùng bảo vệ tòa nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu A đã không qua khỏi. Cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ sự ra đi của cháu A là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Bên cạnh đó, cháu A bị gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy, tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương. Thưa quý vị,
Trong khi dư luận cả nước đang rúng động trước những tình tiết mới hé lộ quanh vụ án cháu bé 8 tuổi, thì những ngày đầu năm mới, tôi cũng đọc được những bài báo khác để rồi có lòng tin hơn vào cuộc đời, vào tình người. Câu chuyện thứ nhất, ấy là về hôn lễ của một cặp đôi Vanessa Lynch và Cry Lynch vừa diễn ra trong tháng 12 tại Cambridge, Minnesota, nước Mỹ. Năm nay họ đã 30 tuổi. Vanessa là một y tá, còn Cry là một nhà văn. Họ vốn quen biết nhau ở trường đại học. Nhưng khi họ tổ chức đám cưới, thì Cry đã có con trai riêng 9 tuổi. Ngay trong hôn lễ của mình, Vanessa đã dành cho cậu bé sự quan tâm ấm áp và cảm động. Sau khi thực hiện những lời thề nguyện với chú rể, Vanessa quay ra nói với con riêng của chồng, cậu bé Henry. Henry, cô không có mặt vào ngày cháu chào đời. Cô không chứng kiến những bước đi đầu tiên của cháu hay nghe những từ đầu tiên mà cháu biết nói. Nhưng cô hứa sẽ có mặt để chứng kiến nhiều việc quan trọng, nhiều lần đầu tiên ý nghĩa khác trong cuộc đời của cháu sau này. Cô hứa sẽ yêu thương cháu như người con ruột của mình. Và sau cùng, cô hứa sẽ là người vợ tốt của cha cháu, là người mẹ kế tốt nhất có thể của cháu. Lời thề nguyện đó không chỉ khiến cho cha con của Cry Lynch và Henry không cầm được nước mắt, mà còn lay động hàng triệu trái tim khán giả trên thế giới. Ở câu chuyện thứ hai, cuộc đời người mẹ kế hơn 15 năm nuôi 8 con riêng của chồng là cô Phan Thị Hoa, sinh năm 1970 ở xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An. Cuộc đời của cô Hoa vừa khiến người khác ngưỡng mộ, kính trọng, lại để lại sự xót xa, thương cảm vô cùng. Một người phụ nữ dám lựa chọn gắn bó đời mình với một người đàn ông nghèo, lại trong cảnh gà trống nuôi con, mà lại rất đông con. Ấy là đã rất dũng cảm, kể cả là vì tình yêu hay vì tình thương. Sau khi có đứa con chung đầu tiên, liền đình sản để tập trung chăm nom cho các con, thì đằng sau đó lại còn là những suy nghĩ rất cao cả của một người vợ, người mẹ, vượt lên mọi định kiến, vượt qua tất thảy thói đời. Bánh đúc vẫn có xương đấy thôi. Cô Hoa kể với phóng viên, lúc đầu về nhà chồng thấy hình ảnh của 8 đứa trẻ gầy gò, rách rưới mà thương. Cũng chung hoàn cảnh mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, nên cô hiểu sự thiếu thốn tình cảm của các con chồng. Nỗi khổ của phận mồ côi tôi đã thấm rồi, phận mình đành vậy, nhưng 8 đứa trẻ đâu có tội gì. Tiếc rằng số phận của người phụ nữ ấy quá trớ trêu. Sau khi chồng qua đời vì trọng bệnh, một mình chăm nom các con, chạy chữa cho người con riêng của chồng bị ung thư. Đến khi đối diện với tuổi già, cô Hoa vẫn chưa trả hết nợ nần và còn phải lo cho đứa con út hãy còn thơ dại. Điều an ủi duy nhất đối với cô có lẽ chính là sự kính trọng, thương yêu của các con và của người đời. Những mảnh đời ấy để ta thấy rằng, dù xã hội đâu đó vẫn có những câu chuyện kinh hoàng như vụ việc ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những câu chuyện tốt đẹp. Táo vẫn nở hoa và tình người vẫn lan tỏa. Và rồi ta nhận ra rằng, hóa ra giá trị một con người chẳng phải ở những thứ mà ta đang theo đuổi, không phải là bằng cấp rất đầy người hay khoác lên những bộ quần áo sang chảnh, không phải là những hình ảnh long lanh trên mạng xã hội, mà chính bởi cách ta sống, cách ta đối đãi với con người, với cuộc đời. Chúng ta không cho phép mình làm ngơ, dửng dưng trước cái ác. Như đã nói, quỷ dữ phải bị pháp luật xử nghiêm và loại trừ. Càng phải đối mặt, chống lại cái xấu, cái ác thì lại càng phải quan tâm, bảo vệ cái thiện. Và nếu được, hãy hỗ trợ, bảo bọc để cái tốt phát triển, người tốt có cuộc sống tốt hơn. Quý vị suy nghĩ ra sao về quan điểm này của Quỳnh Anh? Mong quý vị hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận phía dưới video. Và đến đây thì thời lượng của bản tin cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang video kế tiếp với những nội dung hấp dẫn đáng chú ý khác.